Lạy Chúa Kitô, lời khen. Chính thể là người đồng việc công tác và còn mạch lối đường đường hướng dẫn cho anh em và chúng con được đến với những tấm lòng rộng mở và yêu và hại chị em. Đó chính là những dấu chỉ của những người con được đào tạo, được hướng dẫn, được dạy dỗ từ chính cha mẹ của mình. Đó là rộng rãi cho đi. Để rồi nơi mỗi chúng con cũng cảm nghiệm được tình thương của Chúa qua chính yêu và hại chị em. Và hôm nay ông Phêrô của chúng ta đã được Chúa gọi về với Ngài. Chúng con tin chắc rằng với những điều tốt lành mà yêu cầu sống thì nơi nhà cha cũng có đủ chỗ cho ông Phêrô người thân yêu của chúng ta được trú. Đó chính là ngôi nhà vĩnh cửu, đó chính là phần thưởng mà chính Chúa Giêsu đã mời gọi và trao ban. Để rồi ông cũng muốn được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong nhà cha một đời. Thế nhưng với thân phận yếu đuối và mỏng giòn, chúng ta vẫn phải dâng lên Chúa những lời kinh nguyện và thậm chí phải dâng lên Chúa cả những hy sinh của chúng ta nữa. Để rồi Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sớm đưa cụ Phêrô của chúng ta về hưởng nhan Thánh Chúa cứu lời nhà cha của người. Lạy Chúa, Chúa đã phán: ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho. Ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện và tạ ơn Chúa thay cho linh hồn ông Phêrô. Xin Chúa đoái thương nhận lời cầu xin chân thành của chúng con và đem linh hồn ông Phêrô về thiên đàng với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên đàng, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng chi thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm biên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đem mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một ngày bình an. Tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu, hôm nay bố của chúng con là ông Phêrô đã được Chúa gọi về với Chúa. Thật là một nỗi buồn vô hạn cho gia đình chúng con, không gì bù đắp được. Giờ đây lại được quý cha, quý thầy, dòng linh mục Thánh Tông Chúa Giêsu đến để dâng lời cầu nguyện cho bố chúng con được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Thật là một nỗi an ủi cho gia đình chúng con. Giờ đây con chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nài xin Thiên Chúa và mẹ Maria trả công thêm sức cho quý cha, quý thầy. Con xin thay mặt cho mẹ con cùng anh chị em chúng con tang quyến, xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy. Một lần nữa, tang hiếu chúng con xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Đức Chúa Trời hùng là và không đã mang người nữ và Giêsu ban lòng và hùng không nay đến vô Đức Chúa Trời hùng là bảy vì thành Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa hãy thương nhận lời quan thành Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Lucia con đến điều xin cứu đuối linh hồn Phêrô. Giêsu Maria Lucia con đến điều xin cứu đuối linh hồn Phêrô. Xin Cha và Con là Thánh Thần. Đâu nữa tháng năm vụt qua
nhạt nhòa bên con của anh vỗ về yêu thương. Còn đâu giờ còn đâu nữa người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dài khờ vỗ về tuổi thơ. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng bao năm qua con làm cho cha buồn phiền, giờ đây con muốn đáp đền, nhưng mà cha nay con còn đâu. Gian không thể xóa nhòa giữa đời, con luôn nhớ về cha. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng con yêu cha, ân tình ghi sâu một đời, thời gian không thể xóa nhòa giữa đời. Con thay mặt mẹ con và anh chị em của con xin cảm ơn hai sơ, anh, các cháu trong ban lễ sinh của Vi là con trai của con, và con xin cảm ơn anh và chú trong đồng hương đã đến cầu nguyện cho bố con, bố của chúng con là linh hồn thê thôi. Con không biết nói gì hơn. Cha vì ta cũng con xin cúi đầu. Thank you.
xin trái tương quan. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đáp ơn tình, ơn biển trời khi thắng trong tim. Nuôi con nằm giữa tình yêu, và dạy con tâm tiếng thương yêu. Hạnh phúc của con đã chọn Ngài là cuộc sống của con. Lối đường con đi, có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài là hạnh phúc của con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà thôi. Con đã chọn Ngài là cùng đích đời con đã chọn Ngài là mong ước lòng con. Tháng ngày qua đi, có Ngài cùng sánh vai đối thoại giữa đời, có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Con đã chọn Ngài là cùng đích đời con. Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài mà
Con theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu phán rằng: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Để tình Cha đã yêu thương con ở trong Chúa đã phán: Ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết. Xin Chúa đói thương linh hồn Phêrô. Khi còn sống là người đã tin và rước mình máu Thánh Chúa là của nuôi linh hồn. Xin cho linh hồn Phêrô được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn cứu độ và lòng thương xót Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con, chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chốt kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đem mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Thank you.
Phêrô đường lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Sống trong tình thương, sống trong bình yên. Con xin tin thắng vào tình thương bao la của Chúa. Bên trái tim tràn, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa, bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng Cha. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn tay dịu ấy.
xót Chúa, ban cho con bàn chân Ngài đi, đến thăm những ai cô đơn, sống trong lầm than, sống không ngày mai. Con xin tin thắm vào tình thương bao la của Chúa. Toàn vinh tình yêu Chúa bên suối yêu thương, hồn con hướng về lòng Cha. Trong anh em sống trong khổ đau cả đời khôn khó, nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con lời nói tình thương, đến với ai sống trong âu lo, sống trong sầu. Kính thưa tam quyến, được tin ông Phêrô vừa được Chúa gọi về, chúng tôi gia đình Phạm Tạ Thánh Tân thuộc giáo xứ Phú Trung đến đây để chia buồn cùng tăng quyến. Xin Chúa ủy an và ban sức mạnh nâng đỡ tinh thần tăng quyến trong lúc thử thách này, vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Phanxicô khó khăn đã nói. Nhưng những con người chúng ta vẫn mang một trái tim nhân loại chất chứa bao tình cảm vui buồn, vẫn có những mối dây thiêng liêng vô hình ràng buộc, nhất là giữa những thành viên trong cùng một gia đình. Bởi thế, sự ra đi của ông Phêrô là một thử thách lớn lao, là nỗi buồn vô hạn đối với mỗi thành viên trong gia quyến quý vị. Chúng tôi xin được cảm thông và chia sẻ nỗi buồn đang đè nặng trên gia quyến quý vị. Xin Chúa thương nâng đỡ các thành viên trong gia đình và ban sức mạnh cho tất cả quý vị. Xin Người lau khô mọi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm hy vọng về trên hồn Phêrô thân yêu của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dành Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui mẹ vô cùng. Amen. Nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống còn mất nhưng chỉ đổi thay. Quanh đây xin giã từ một lần cuối, về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi, ôi giã biệt lòng đây nát. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha
theo tháng nào. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu kia. Vây quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuống. Vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin xu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu quanh đây xin giã từ một lần cuối. Vì quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây. Và lạy Chúa xin xu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn. Tin ông Phêrô qua đời, anh em chúng con là bạn đồng môn Sài Gòn với bạn xương. Được tin ông Phêrô qua đời, chúng con đã dâng lễ cầu nguyện cho ông. Và giờ đây chúng con đến đây phân lưu cùng với bà và tăng quyến. Sau đó cùng với tăng quyến, anh chị em chúng con cầu nguyện cho ông. Xin Chúa tha bớt phần phạt cho ông và sớm ân thưởng nước trời cho ông. Giờ đây con kính xin tăng quyến cùng với chúng con dâng lời cầu nguyện cho ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây lại được quý cha quý bà cùng thân bằng quyến thuộc đến an ủi dâng lời cầu nguyện cho bố quản chúng con.
để được hưởng sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Con chẳng biết nói gì hơn. Con xin thay mặt cho mẹ cùng toàn thể anh em chúng con xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa, gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Rồi hình bóng cha yêu, biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi, người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Cha ơi, xin giả biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi, tôi mất rồi hình bóng cha yêu, biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất thật rồi, con mất rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Lần cuối cùng, lần cuối cùng. Cha ơi, thôi mất rồi hình bóng cha yêu. Cha ơi, biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Lời thương thắm tiếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa.
lại chúng con nguyện dưới đất cũng như trên trời. Xin chúng con như chúng con cũng tha kẻ con cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Mãi. Thế thôi là thành công sẽ biểu hiện không bao giờ con nhìn thấy bóng dáng khuôn mặt đẹp khi qua nghĩ đến giây phút mà lòng con quá đau. Từ nay trở đi bố sẽ chia tay với mẹ và toàn thể con cháu yêu quý của bố để sang một thế giới mới. Và đó là nơi ẩn náu vĩnh hằng mà Chúa đã dọn sẵn cho bố. Là bố trên chúng ta bây giờ là đến được bố rồi, bố ơi. Dẫu biết là vậy, dẫu biết đây là quy luật muôn đời, nhưng con vẫn tắt lòng lại. Tim con như ngừng đập vậy, bố ơi. Trong giây phút này, trong con mới bừng tỉnh nghĩ đến công ơn sinh thành, dưỡng nuôi quả bố đối với anh chị em chúng con thật cao cả như trời biển không thể nào tính nổi, công cha như núi Thái Sơn hiếp mèo như nước trong con chảy. Và cũng trong phút thiêng liêng này, giây phút sẽ thay đổi tất cả năm người bố kính yêu của chúng con vĩnh biệt bố. Bố con cũng xin bố rằng bố hãy tha lỗi cho tất cả những nỗi lầm thiếu sót của chúng con. Khi bố còn sống, chúng con đã không vâng lời bố và làm bố buồn phiền đau khổ. Bố cứ thanh thản đoàn tụ với ông bà tổ tiên ở đây, chúng con hứa sẽ chăm lo cho đạo cho mẹ, anh chị em chúng con sẽ đoàn kết yêu thương nhau để bố an lòng bố nhé. Vĩnh biệt bố, vĩnh biệt bố. Ngày chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người làm yên tâm đủ mặn nhắm ngay gửi lại thấy cường này. Cho kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhân quật tình rằng ngày mai trong Chúa chẳng có lỗi lầm được cái niềm vui. Sự sống không mẫn nhưng chỉ đổi thay, đã qua chỉ đổi thay. Anh chị sẽ nằm yên giấc ngủ mặn hôm nay rồi. Kiếm người này không có được nắm mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui. Đã qua bao ngày trong một kiếp này nhưng chỉ đôi ai. Dưới tuổi ngồng ngà con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ con lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đồi xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa.
xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đền đáp ân tình ơn biển trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dài khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đồi xuống muôn nhà, chúc mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin cháy đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đền đáp ân tình ơn biển trời ghi khắc trong tim. Yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lâm nhục, đem an hòa vào nơi chân chấm, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kinh vào nơi trời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem yên vui đến chốn u tìm an núi người hơn được người ủi an, tìm yêu biến ngựa biến, tìm yêu mến người hơn được người mến. An bình. Trong mong nơi Chúa sẽ quên cả ngày.
tung bay qua miền đất mới. Hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời. Lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoàn ca tình yêu cõi thiên đưa reo vui. Hôm nay với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi. Lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường reo. Ngàn dân tung hô
nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách. Trong giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Phật giáo Đức Kitô hiến dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình bất lực phải đối diện với bầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, đứng trước cảnh biệt ly tan tác và trong giây phút bàng hoàng đau thương và đầy bối rối này, xin Chúa yên nuôi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chắc chắn sẽ gặp lại ông Phêrô trong nhà Chúa muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Phêrô phải từ giã căn nhà thân yêu này, bỏ lại bao người thân đang đau buồn thương tiếc. Xin cho chúng con chiếm mãi hình ảnh thân thương trìu mến của ông Phêrô. Xin đừng để chúng con phải gặp đắng đốt cay như những người bị mất mát, hay như những kẻ chỉ nuối tiếc những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi chúng quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được đi yên muôn đời. Và là cho ánh sáng ngàn thâu chiếu soi trên linh hồn Phêrô con nay. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương, từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương, từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương, từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Thank you.
cha ơi, chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm dù thương không bến bờ. Xin dâng cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh tình con dâng hiến ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Yeah.
chị em nghe lời tin của ta. Thì có nghĩa là con có thể lâu nay có thể rất kiến rất chậm bây giờ chậm thì để đi chỗ họ thì nó vẫn ở đây cho chúng để chốt hương mà nhà này. Và nếu được như thế thì chúng ta mới nghe những bài hát của các bạn bạn hát trong các thể lễ tạo bài hát đi cất tiền tăng khả năng thì bạn hát đi chốt hương gọi con về làm con thân hoan như trong một giấc mơ. Nếu ai được như thế thì quả thật ủng hộ. Chúc hai bé là một niềm hân hoan lớn cho cuộc đời của chúng ta. Mời chúc hai bé đâu? Về nhà Chúa, về hướng nhắc đến Chúa, về hướng hạnh phúc, đời sau, điều mà tất cả mọi người chúng ta đều mong ước. Sáng xưa mà nói sinh ký tự quý mật sinh là sinh ra là ký gửi cái thân xác của chúng ta thế thôi thì phải làm chúng ta phong phú về đã về đâu thì đó là điều quan trọng về nhà chứ phải nói thầy cũng đang mong ước. Cho nên tất cả đề là Chúa đề là cha đề là ông ta không để mong muốn của tất cả mọi người chúng ta như vậy để có thể về đề là cha từ lúc này chúng ta phải sống như thế này trong cuộc sống trở về cuộc sống đặc biệt là hành trình thôi. Hành trình đó cái ý nghĩa đó là lúc trời hôm nay cô đã thấy đến nhưng lúc trời có thực sự đến với cô hay không thế này chúng ta biết nhưng chúng ta nghĩ rằng cô đại thương thương số sống chỉ là sống trên trần này cô đã chuẩn bị ra xa chúng ta phải hiểu nhưng chúa yêu từ những công việc nhỏ tâm thơ ấp thật không đi đâu được trong đó chúng ta không nghĩ ra nhưng chúa nghĩ ra và chúng ta tin và hy vọng và chúa nhìn vào nhắc nhở cho con cháu
nhắc nhở cho những người còn sống và sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho người ra đi của chúng ta. Đừng quá mãn với cuộc sống trần thế này, để rồi nó sẽ đem lại cái kết quả không tốt cho chúng ta khi chúng đi không. Người trẻ hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây để dựng cái nghề an táng phải không? Chúng ta đã nhìn được, đã học được nơi cũ cái bài học để có sự chuẩn bị trong cuộc sống ra đi của chúng ta. Đồng thời cũng nằm đây để khẩn khoản nài xin con cháu, những người còn sống ở trần thế này hãy nhớ đến cụ, bởi vì cái sổ lập công nó đóng lại mà số ghi công nó mở ra mà cụ không có cái gì trong đó thì quả là bất hạnh đấy. Thế thì cụ cũng nài xin tất cả người còn sống thương cụ, mến cụ, mà thật sự đã mến cụ rồi, thế nhưng đã bỏ qua rất nhiều nguy hiểm rất quan trọng. Thế quan trọng thương mến cụ là cầu nguyện cho cụ, cầu nguyện cho cụ, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót cho cụ. Bởi vì làm sao có những vấp ngã? Thế thì bây giờ cụ chỉ mong muốn những người còn sống thương cụ, nhớ đến cụ. Quan trọng nhất chính là cầu nguyện, dâng nghi sự nhắc nhở, làm những công việc bác đã để đầy đủ lại công tác và sẽ gặp trong gian còn sống. Đấy chính là những quan trọng mà mỗi người chúng ta, những người còn sống, các con, các cháu chúng ta phải nhớ đến. Mà không nhớ đến điều đó, không còn về cho cụ, đó là một sự bất hiếu lớn lắm. Đó là chính là điều mà cụ mong muốn. Chúng ta hãy nghe cụ bắt đầu, nhưng mà cái sự hiện diện của cụ đang nài và cả một người chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa thương lòng Chúa xót thương chúng ta lỗi lầm như thiếu sót như vấp ngã. Để rồi Chúa thương mong cho cụ về nhằm thành Chúa. Và chắc chắn rằng khi cụ đã được về nhằm thành Chúa, cụ không thể nào quên tất cả những người còn sống này. Và cụ nói với chúng ta, đấy, cụ đã ra đi và cụ cũng mong sẽ có ngày gặp lại tất cả những người này, nhưng mà gặp lại trên cõi trời chứ không còn gặp ở đâu khác. Thế thì tất cả mọi người chúng ta hãy xuất sắc dâng lên lâu nay, và tôi tin rằng lời cầu nguyện của chị em hôm nay sẽ giúp cho cụ mong trong cái lời nhàn đến Chúa. Lạy Chúa, xin mọi người đón về với lời nhàn đến Chúa.
lời
đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con ca vút thái sơn bao tầng, lai lang vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Mùa xuân luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn khi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con ca vút thái sơn bao tầng, lai lang vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình. Sống đời đời, chúng ta hãy phó dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự yến tiệc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón gặp Chúa Kitô, khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng tình. Ngài là Thiên Chúa, Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con.
con nay trở về lúa thơm chấm mùa thêm trái ngon hoa ngọt nhớ tại cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng cho Chúa linh hồn tôi tớ Chúa là ông Phêrô, để tôi tớ Chúa đã chết ở đời này thì được sống cho Chúa. Xin Chúa lấy lòng từ ái xót thương tay xoa các tội tôi tớ Chúa đã phạm vì thân phận nhân loại yếu hèn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sự sống này vào đấm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đồng sinh trong Chúa được sống muôn đời còn sống hiền vinh. Sự sống không vắn nhưng chỉ đổi sáng nay chết tìm còn ngày mai. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống mà tin Ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em chúng ta đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương mạng của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã dùng phép cửa mà thanh hóa người anh em tín hữu này. Xin thương nhận ông Phêrô vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa thương xót đôi tớ Chúa đã qua đời mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế, đức tin chân thành đã lên kênh với tôi tớ Chúa với toàn đoàn tinh hầu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn của các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ cả người sống lẫn kẻ chết và thương xót hết mọi người mà Chúa biết sẽ thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ, nhờ lời chuyển cầu của toàn thể các thánh, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang tưởng nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân từ ái quốc thứ tha mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài. Nơi thay con đặt hy vọng, nơi
ra đi lần cuối
choàng vào vòng hoa tươi, đã khoác vào chiếc áo tân hôn. Đây là giờ tôi đến với người, mang theo chỉ có mỗi con tim. Tôi đã nhận được từ nơi Chúa bình an niềm vui với yêu thương. Xin để lại anh em tất cả, ca lên đi khúc hát chia tay. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong nước trời, xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong chân gian bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn, cũng tàn rũ theo thời gian nóng thân. Sự chết đau thương để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trong chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn, cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng. Sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Chân gian bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn, cũng tàn rụi theo thời gian nóng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng dù
xót thương người
Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con xót thương người đã dưỡng dục con.